mình vừa mới làm cái nhà cho con mèo này, không phải một con đâu các bạn ạ. Nhà mình á có hẳn 4 con cơ. Nó còn đang nghịch cái quả bóng màu hồng ấy. Ui, nó lại ra quả bóng màu cam này. Ui, đây nhá, con này nữa này, ba con nó đang chui vào chỗ lòng tới để cho là ấm đấy các bạn ạ. Ui, các bạn thấy đàn mèo con của mình đáng yêu không? Con này thì nằm in ở đây. Ui, cái gì đây? Tớ đang có đàn mèo này, tớ mới làm cái nhà này cho con mèo đấy. Bạn thấy đẹp không? Ui, bạn có cái con gì đây? Mình có một con công. À, hay là cho mình mượn cái này để mình làm cái nhà cho con mèo đi. Được rồi. Mình sẽ lót và mình làm ổ cho nó để nó làm nhá. Chứ nó cứ chạy linh tinh thế này á, mình trông mệt lắm. Nào, bây giờ mình sẽ cho cái dao này vào ổ của nó nhá. Ui, các em mèo đâu rồi? Nào, ui, mình sẽ bắt từng chú một vào nhá. Một chú. Đấy, bạn bắt hai con kia đi. Ui, đấy, nó vào trong ổ này, nó nằm này. Wow, đấy. Ui, này, đây bể bơi của bạn á. Làm cái ổ cho con mèo đẹp nhá. Ui, con mèo của tớ thích lắm này. Ui, hay là bạn ở đây trông mấy con mèo nhá. Để tớ đi tìm thức ăn cho nó. Các bạn ơi, hôm nay nhá, mình có một chiếc xe máy xúc đầu khủng long này. Xịn xò không? Nhưng mà cái máy xúc này để xúc vào xe. Đây là xe gì nhở? À, đây là chiếc xe tải đầu khủng long này. Wow, nó có cái đầu rất là to luôn. Nào, bây giờ mình đi xúc cát nhá. Có một con bò nó đang bị mắc kẹt ở đây này. À, mình thử lấy cái gầu này mình múc xem được không? Ui, nhưng mà cái gầu này nó múc nó không được rồi, lâu lắm. Bây giờ, ở trong chiếc xe này có những cái xẻng này. Mình sẽ xúc để giải cứu con bò ra nhá. Đây rồi, trong này có hai chiếc xẻng liền. Một chiếc để xúc và một chiếc để cao này. Đây, mình sẽ cho chiếc xe này ra nào. Ui, đằng kia như kiểu bạn ốc ấy, bạn đang làm gì thế? Ui, bạn kem à? Wow. Ui. Đây, mình đang giải cứu con bò này. Ui, chú bỏ sữa chú đi đâu mà chú lại bị lún nước mắt nhờ. Đây, để tớ gọi tất cả cho nhanh nhá. Ừ. Ui. À, đây, được cái chân nó rồi này. Ui, wow. Ui, một con bò sữa rất là to luôn. Đây, mình cho con bò sữa lên chiếc xe đầu của nó mình nhá. Con bò sữa rất là đẹp luôn bạn nhờ. Ui, mắt nó còn phát ra cái tia hồng ngoại màu đỏ kìa. Ui các bạn ơi, nào, xe đầu khủng long nào, hãy cùng đi chả bò đi thôi. Nào, chở bò về thôi. Ui các bạn ơi, chú bò sữa ngồi vừa cái xe đầu khủng long này này. Cái xe này rất là to luôn, nên là thoải mái luôn bạn ạ. Bây giờ mình cho con bò xuống để bạn xem nhá, nó còn đi được đấy. Ui, con bò sữa này á, tôi thấy ở dưới bụng nó có rất nhiều hàng sữa này. Ừ, đây là bầu sữa của nó đấy. Bầu sữa của nó to chưa các bạn ơi? Đấy. Mắt nó còn phát ra màu đỏ này. Wow, đây con bò này thôi để nó xuống để nó đi ăn cỏ nha. Ui, nó đi nhanh chưa kìa. Wow, các bạn ơi. Ui, đằng kia có một con khủng long màu đỏ, ba sừng nó tiến tới kìa. Sừng của bạn nó sao nó chạy rồi. Con khủng long ba sừng nó tiến tới kia kìa. Nó húc rung hết cả cái ngôi nhà của bạn rồi. Ui thôi, quả khổ lắm mà sự nó bay mất cái nhà con mèo của tớ rồi. Ui chết rồi bạn ơi, trong cái nhà đấy có nhiều mèo của tớ lắm. Ui thế thì nguy hiểm cho con mèo lắm. Tớ phải đi tìm thôi. Nhưng mà con kia nó hút bay thế này, không biết là tìm ở đâu bây giờ nhờ. Đây này, mình sẽ nhờ cái chiếc xe khủng long này để hút cái con khủng long ba sừng ấy nhờ. Ui, hình như đây cũng là xe đầu khủng long ba sừng đấy. Ừ. Nghe chừng nó mạnh hơn đấy bạn nhờ. Ui, nó còn có 4 cái bánh cơ mà. Ui, nó quay lại bạn ơi. Vậy, bây giờ chúng mình đi. Bạn ơi, nhanh lên, con khủng long ba sừng nó đây này. Đây thì mình điều cái xe ra nhá. Đấy. Ui, xe tới rồi kìa. Không biết cái xe liệu có thắng được con khủng long này không. Tôi thấy nó cứ hút tiếp tục ý. Ui, cái xe nó hút quay con khủng long rồi kìa. Wow, cái xe này thật là mạnh đấy. Chúng mình đi tìm mèo đi. Thôi bạn ơi, tôi thấy con mèo nó đang đi tới chỗ này này. Ui, đây này. À, nó thấy chỗ này có con khủng long ba sừng đấy. Ui, nó tìm thấy rồi này. Ui, mình cảm ơn bạn bò sữa nhiều nhá. Ui, con khủng long ba sừng này hình như nó đang muốn ăn nó còn cua này đấy anh ơi. Ui, nó định hút quả những con cua này. Đấy, đây, hay là để mình đặt cái vó này để mình kéo nó lên nào. Có kéo được không bạn? Đấy, để tớ đặt cái vó tớ kéo nó lên nhá. Ui, lặng lắm bạn ạ. Ui, con này nó vừa đẻ cái quả trứng xong đấy bạn ơi. Ui, nó thấy khỏe chưa? Nào, cố lên, sắp được rồi. Sao mất cả vó của tớ này. Wow, được rồi. Cái con này là con khủng long ba sừng đấy. Ui, trần nó chạy nhanh chưa này. Mình thấy bên trong wow. Nó còn phát sáng này. Ừ nhá, phát sáng màu xanh. Ý, nhìn những cái sừng của nó nhọn chưa này các bạn ơi. Hình như đây nó còn có cả một cái súng bắn đấy. Ừ, súng wow. Đấy. Wow. Ui, để nó xem là nó đẻ quả trứng to thế hả bạn. Này, quả trứng ở bên ngoài là có con heo này. Ui, để tôi bóc nhá. Ui, này nó phát sáng này. Hai con quăng của nó đấy. Nào, mình cùng mở ra nhá. 2, 3. Wow, ở bên trong có một quả bóng to chưa. Là một quả bóng này, màu xanh. Ui, và những viên kẹo lổ đấy các bạn ạ. Ui, được rồi. Bạn ơi, nó nổ đầy ở mồm tới. Ui, mình cũng nghe thấy đấy, nổ cái tanh như nhảy. Ừ, nó nổ đầy ở trong miệng tới. Cái kẹo này như kiểu là nó có sức mạnh đấy bạn ạ.
Nào, bây giờ mình sẽ mượn cái xe đầu cùng năm của bạn để trả nó đổ vào thùng rác nhá bạn nhá. Ừ. Đây, mình sẽ đổ nó vào đây. Nào, xe quay đầu. Ui, Hà Biên nào. Bùm chiêu. Wow, mình đã đổ nó rồi này. Chúng mình đi tìm mèo thôi. Wow, đây này, mình sẽ cứu những con cua này lên nhá. Ui, đấy, làm hết trong một cái vó đấy bạn ạ. Wow, này, xe đầu khủng long đã lùi lại rồi. Ý, bây giờ tớ sẽ bắt từng con một. Một con này. Wow, con này to chưa? Bạn mang nốt con đấy đi rồi mình chở nó ra nước nhá. Đây, ừ. Ui, xe gần tới chỗ nước rồi này. Wow, đây, sắp tới rồi, phanh. Đấy, rồi mình quay đầu mình đổ nhá. Đây, nào, quay đầu thôi, các bạn ơi. Nào, trượt từ từ xuống dốc nào. Ui, dốc này sâu quá. Nào, bạn nâng bên đi. 2, 3. Ui, xuống chưa hả bạn? Chưa, bạn nâng cao nó lên. Đấy. Wow, đấy, đàn cua xuống nước thích chưa này. Ui này, ui, nó xuống nước, nó chạy nhanh chưa này bạn ông ơi. Nó bò wow. Đi đấy. Ừ, đây là con này. Còn mấy con này trên bờ này, mình gạt hết xuống này. Cho nó xuống đấy. Wow, đấy, nó bò đi rồi đấy các bạn nè. Ui bạn ông ơi, tớ nghe thấy tiếng mèo kêu nó ở gần đây này. Thế là nó kêu ở chỗ nào nhỉ? Đây này. À, đây rồi, đàn mèo của tớ đây này. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4 con đấy bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thả cái vó xuống này cho con mèo nó vào nhá. Nhưng nó có vào được không bạn? Đây, mèo của tớ nó ngoan lắm bạn ạ. Ui, này, hai con nó lại vào một lúc cơ. Ui, rồi bạn nhắc lên đi. Mình nhắc lên thôi. Ui, xem được nào. Không? Cố lên, cố lên. Ui. Không được rồi. Mèo, được một chú rồi này. Ui, mình đã kéo được một chú lên rồi. Bạn cho lên xe đi, rồi mình chở nó về. Đây. Ui, nó ngồi vượt xe này. Xe này rộng đấy, bạn lấy thêm một con nữa đi. Nào, mình sẽ cho chú này lên nữa nào. Ui, được rồi. Ui, xe này ngồi vừa hai chú luôn nè. Nào, đi thôi. Ui, này, ui, chú mèo con còn ngó nhìn đường ý các bạn ạ. Chở này, nó ui, thích lắm đấy bạn ạ. Nó thích đi, nó ngắm xung quanh ý. Ui, sắp tới nhà rồi. Đây này, nhà bóng của nó này. Thế mà con thấy... khủng long nó húc ra đây nhờ. Đúng rồi, bạn thấy đẹp không? Đây, ui. Mình bắt một con để lấy nữa vào nhá. Đấy, đó, trong cái bể bơi này đẹp lắm bạn ạ. Nào, ui, em mèo này lên rồi này. Wow, đấy. Nào, mình sẽ cho em lên xe nào. Đấy, một chú mèo nữa này. Con này có cả màu trắng đến màu chô cơ. Đẹp nhờ. Ui, em mèo này thì màu gì đấy hả bạn? Con này nó có màu sọc đen trắng này. Wow, cũng đẹp nhờ. Nào, hai em mèo ngồi cẩn thận và không đi đường. Nào, đi đường nó sẽ gặp gành đấy. Đây, được rồi. Nào chúng mình đi thôi. Gin gin. Ui may có bạn cho mượn xe đầu khủng long. Chứ không á, bắt nó mệt lắm. Vì mèo của tớ già nó hiếu động, nó chạy nhanh cực. Ui, mình sẽ cho các em mèo vào. Ui, hai con nó lại chạy ra ngoài nó chơi kìa. Ấy, nó đang vào đấy bạn ơi. Ui, con cua đây, nó ngã đây này. Thế con mèo đâu bạn? Hình như mình nghe thấy tiếng con gì nó e trong mày ý. Ui đúng rồi, nó nại nhà tiếng tớ. Ui đây, nó trốn đây này. Ui, con mèo, nó nhả ra tiếng rồi này. Ui, cái này chặt lắm. Đây, để mình đẩy cho. Có lên. Ui, đây rồi, rồi nó ra rồi này. Ui, mình đón nó ra, nó còn hát nữa này bạn ơi. Con này đa tài nhờ. Wow, các bạn ơi, thấy chú mèo của tôi đáng yêu không? Mắt thì màu xanh đen này, mũi màu hồng. Đấy, nó còn kể chuyện nhá. Truyền ăn khế trả vàng. Đấy, các bạn thấy chưa?